Tần cao quý, hai Phật tuyên dương Pháp Diệu Huyền là phước điện cho môn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Giờ phút này, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con lắng đồng lòng thân tình hướng về chư Tôn Đức. Chúng con thành kính cung thịt Đại Đức Thích Thiên Ân ban đạo từ đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử cũng như tất cả các bạn. Khóa xin chúng con được thấm nhuần giáo lý của Phật Đà. Chúng con xin kính cung thịnh Thầy. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bậc Chư Tôn, Thiện Đức Tăng Hiện Tiền. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử cùng các em khóa sinh. Tiết Phu Lan bưng khuân nhớ cha ơn dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cụ lao. Hôm nay các con được may mắn ngồi ở đây dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật hiền tiền chư Tôn Tịnh Đức Tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử đang diện ở trong đạo tràng. Để chúng ta được ngồi lại ở đây để lắng động tâm thư tưởng nhớ đến hai đấng sinh thành với chủ đề hiểu và thương. Thử hỏi trên thế gian này ai là người yêu thương chúng ta vô điều kiện? Ai nuôi nấng, ai chăm sóc dỗ dành ta mà không đòi hỏi trả công bao giờ? Nếu có ai đó làm ta tổn thương, mình đau một thì ai đau mười đây? Chỉ có thể nói đó là bố, là mẹ của mình mà thôi. Bởi vì con là kết tinh của tình yêu thương của bố và mẹ, là món quà của Thượng Đế để giúp ba mẹ có đầy đủ niềm vui và hạnh phúc vô biên. Là bởi vì hai người lớn sẽ có thêm những người bạn nhỏ để chia sẻ tình yêu thương vật chất, khiến cuộc sống ngập tràn những sắc màu tươi đẹp. Dẫu biết là có con, bố mẹ sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng không sao, chỉ cần các con được vui, được khỏe, được mừng giỏi là bao nhiêu mệt nhọc đó cũng xua tan đi. Chỉ nhìn các con được mạnh khỏe thôi là bố mẹ đã vui lắm rồi. Hôm nay nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu, Thầy lại tổ chức khóa tu mùa hè để cho các con có cơ hội ngồi lại dưới mái chùa để tưởng nhớ đến hai đấng sinh thành của mình. Các con ở đây, ai cũng thuộc lòng cái câu nước biển mênh mông không đóng đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Nước biển mà mênh mông như vậy đó, mà không đo lường, không sánh bằng với cái tình của người mẹ, nên có thi sĩ đã từng nói rằng ngôn ngữ trần gian là túi rất, đừng sao đầy hai tiếng mẹ yêu. Ngôn ngữ trần gian này mà người ta cho là túi rất, đừng không đầy hai tiếng của người mẹ. Cho nên nói đến mẹ là một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng,
không sao có thể đếm đo lường được với cái tình của người mẹ mà thương thương con. Các con ngồi ở đây, các con may mắn được cài lên trên mình những đóa hoa màu hồng. Nhìn lên các con được cài lên đóa hoa màu hồng, Thầy biết rằng các con còn may mắn còn bố và mẹ của mình. Còn ở quanh đâu, ở quanh các con cũng len lỏi những đóa hoa màu trắng. Thầy biết rằng những người đó không còn bố và mẹ của mình nữa rồi. Nhưng bố mẹ dù mất hay là còn thì đang hiện hữu ở đây, đang hiện hữu ở các con ở đây thôi. Khi các con đang ngồi ở đây, các con hãy lắng động tâm tư của mình, mời bố và mẹ ngự trị trong trái tim của con. Hôm nay con may mắn ngồi được tu học, được bố mẹ gửi vào đây tu học dưới mái chùa Phật Quang, để cho con được cảm nhận được cái ân đức trời biển của bố, của mẹ. Và cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã cho con hiện hữu trên cuộc đời này, để con biết yêu thương, để con biết giận, biết hờn, biết thương, biết ghét và biết ân nghĩa và ân tình của ai cao quý hơn ai. Bố mẹ là một bến đỗ yêu thương mà vững chắc nhất. Ai đó có thương chúng ta đi chăng nữa thì phải có sự đòi hỏi qua lại. Nếu anh không đáp ứng được với tôi, không yêu thương tôi thật, thì đường anh đi, đường em đi. Nếu bạn có thương tôi thật, thì có cái gì đó phải có sự đòi hỏi. Mình phải làm cho đối phương vui, mình mới thương nổi. Còn không làm cho mình vui, mình sẽ không thương. Còn dù các bạn có làm ngỗ nghịch với bố, với mẹ của mình, có làm cho bố mẹ phải khóc thầm, phải chịu đau, chịu khổ, nhưng bố hoặc mẹ của các con sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Nhưng ngoài bố mẹ của các con, người ta sẵn sàng bỏ rơi các con. Chỉ có bố và mẹ là bến đỗ bình yên, mà bến đỗ đó là vững chắc nhất trong cuộc đời này. Người mà chúng ta, người đã mang nặng đẻ đau 3 năm dụ bộ, 9 tháng cưu mang. Hôm nay các con ngồi ở đây, trên cơ thể của các con có hình ảnh của bố, có hình ảnh của mẹ, bởi vì trên lọn tóc, trên gót chân của các con, trên làn da sớ thịt của các con đều có hình ảnh của bố và mẹ. Bởi vì các con hiện hữu ở đây, đó là sự kết tinh của tinh cha và huyết mẹ. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giải chúng duyên nhi cổng thành. Bởi vì nhờ tinh cha huyết mẹ mà các con có hiện hữu ở đây, thì ngay ở trên cơ thể của các con có hình ảnh của bố, của mẹ. Và xa hơn nữa thì có hình ảnh của ông bà tổ tiên của các con đang ngự trị trên cơ thể của các con. Phận làm con, các con phải làm sao đó, phải làm một người con hiền, một người cháu thảo, để không phụ cái ân tình trời biển của bố, của mẹ đã hy sinh tần tào suốt cuộc đời, không sợ nắng, sợ mưa. Chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để lo cho con. Cho nên ai đó đã viết rằng, mẹ già hơn 100 tuổi, còn thương con 80. Ân ái có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Chỉ hơi thở cuối cùng thì bố và mẹ sẽ không còn lo lắng nữa.
dù 80, 100 tuổi, cho dù chúng ta có làm ông này, ông nọ, bản thân có thể thầy là ông thầy này, ông thầy nọ, nhưng trong mắt của bố, của mẹ, thầy cũng chỉ là một thằng cú tí, cú tèo ngày xưa thôi. Con dù lớn, vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ mãi theo con. Chúng ta đi đến đâu thì hầu như bố hoặc mẹ của các con dõi theo ở đằng sau. Nhưng các con đâu có biết đâu, chúng con, các con chỉ ham chơi những trò chơi đó, vui với bạn bè đó. Khi các con ra khỏi nhà thôi, các con không thưa bố, thưa mẹ, con đi lên nhà bảng A, bảng B, thì bố mẹ không biết thằng tí, thằng tèo này nó đi đâu. Thế là cứ dõi theo, không biết nó đi về đâu nữa, không biết nó đi đâu, khi nào nó về, bố mẹ cứ trông chờ từng giây, từng phút. Khi nào các con về rồi thì mới nhẹ lòng, nhiều khi sợ các con, lo các con xảy ra chuyện gì, chúng ta đi không thưa, không báo, về bị bố mẹ mắng cho, thì bắt đầu giận hờn nổi lên. Chúng ta đâu có biết rằng vì thương con, vì lo cho con, mà bố và mẹ phải la, phải mắng. Chỉ có đến lúc nào mà bố hoặc mẹ nhắm mắt lại, thì lúc đó có lẽ là không còn lo cho các con. Chỉ có những lúc đó mẹ không bao giờ lau nước mắt cho các con. Bố mẹ là một bến đỗ yêu thương, một bến đỗ mà vững chãi nhất trong cuộc đời. Bởi vì bố và mẹ dành cho chúng ta một tình yêu không bao giờ có bến bờ, một tình yêu không biên giới và không đòi hỏi. Cho nên các con, còn bố, còn mẹ là hai vị Phật hiện hữu ở trên cõi đời này. Hai vị Phật đó lúc nào cũng luôn bảo hộ, che chở cho các con, lúc nào cũng bảo hộ cho các con. Các con chỉ cần khi các con đau thôi, các con ốm thôi, là hai ông Phật đó, hai vị Bồ Tát hóa thân đó kề cạnh bên các con. Để làm gì? Vỗ về và chăm sóc các con. Chỉ cần các con nhức đầu cãi là vị Bồ Tát đó hóa thân đạp xe đạp chạy ra ở ngoài mua thuốc về cho con. Lấy ai là người mớm cho con từng mẫn cơm miếng áo? Ai là người đúc cho con từng miếng cháo? Ai là người nâng khăn gối cho các con khi các con ốm đau đây? Không có ai ngoài hai vị Phật, mà nhà Phật có câu rằng phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Bố mẹ là hai vị Phật đó các con, hai vị Phật mà không bao giờ chúng ta thắp cho bố nên nhang. Nhang này không phải là ba cây nhang đó, mà nhang ở trong lòng để tưởng nhớ đến hai ông Phật đó. Không bao giờ có rĩa trái cây, không bao giờ có một đóa hoa những ngày lễ, ngày Tết. Chúng ta chỉ biết đòi quà. Sinh nhật con tại sao không có quà? Tại sao không tổ chức cho con? Bố nhìn thấy bảng của con không? Bố mẹ nó mời biết bao nhiêu là bạn bè, còn con đây chẳng có cái gì hết. Mà mình đâu biết bố của mình, mẹ của mình khổ lắm đâu. Phải tần tảo sớm hôm lo cho các con từng tấm cơm miếng áo, để lo cho con có chiếc xe để đi học, cho bộ áo quần mới để đến trường. Đó, hai ông Phật đó tội nghiệp lắm các con. Ông Phật ở đây
không cần các con đem nhựa, đem hương, đem hoa tới nhiều đâu. Mà ông Phật này, ông Phật ở đây, mong rằng những người con ở đây đem những hương hoa đỏ để cúng cho hai ông Phật đang ở nhà. Hai ông Phật đó lúc nào ăn cũng ăn cơm thừa, cơm cặn của các con. Đó, những cái gì ngon đó, hầu như bố hoặc mẹ nhường cho các con hết rồi. Đó, những cái gì ngon, có con cá hay là miếng thịt ngon thì hầu như những cái miếng ngon các con ăn hết. Còn những cái gì mà con ăn không được á, thì bắt đầu mới đá lại cho bố, cho mẹ ăn. May mắn trở về đây để tu học với chủ đề hiểu và thương. Tại sao Thầy lấy lại chủ đề hiểu và thương? Tại vì mình phải lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Lắng nghe bố, nghe mẹ của mình nói cái gì. Có trách mình thì tại sao lại trách mình? Mình phải lắng nghe tại sao bố lại trách mình. Là tại vì mình không có ngoan, không có tốt. Cho nên bố mẹ là la mình, đó là lỗi ở bản thân của mình. Và hiểu được như vậy thì chúng ta không thể trách bố và mẹ, mà cảm thấy thương bố mẹ của mình nhiều hơn. Đó, cho nên Thầy mới lấy chủ đề hiểu và thương. Bởi vì chỉ có tình thương mới là một nhựa sống tốt. Thiếu tình thương thì giống như cái cây mà không có nước, thì sớm muộn gì nó cũng chết thôi. Cho nên thiếu tình thương thì cái cây nó, cuộc sống của chúng ta nó sẽ đau khổ nhiều. Và các con may mắn còn bố còn mẹ, các con hãy trân trọng những phút giây đó. Đừng để một mai bố mẹ của mình không còn hiện hữu. Chúng ta cứ khóc lóc đến bao nhiêu thì cũng không bao giờ bố của mẹ mình sống dậy. Cho nên ai đó cũng đã từng nói rằng đừng để một khi bố mẹ mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Và ai đó đã viết rằng năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là vơi khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mồ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất một bầu trời. Mất bố hoặc mẹ là mất đi một bầu trời thương yêu, một bến đỗ bình yên trong cuộc đời này. Cho nên các con hãy trân trọng, trân trọng hai vị Phật đang hiện hữu ở quanh các con đó. Ông Phật ở đây, ông Phật ở đây, các con tới đây để gặp ông Phật ở đây để học những cái gì ông Phật dạy, để về áp dụng cho cuộc sống của mình, để phụng dưỡng hai ông Phật ở nhà. Hai ông Phật ở nhà dễ thương lắm các con. Hai ông Phật đó nói, bố ơi, tự nhiên các con niệm một câu thần chú, bây giờ con muốn ăn cơm với cá. Tự nhiên hai ông Phật đó như sao? Tìm cá cho các con ăn. Con muốn ăn rau, tự nhiên hai ông Phật đó đem rau đến cho các con ăn. Đó là hai vị Phật, hai vị Bồ Tát đó các con ạ. Đừng có tìm Phật ở đâu xa hết, mà ngay ở nhà của mình là có hai vị Phật đó. Cho nên á, các con ở đây nhớ phải chăm sóc hai vị Phật đó. Chăm sóc hai vị Phật đó cho thật kỹ. Sau khi tham dự khóa tu này rồi, hãy về được ôm lên bố hoặc mẹ của mình. Nếu như đã vô tình hay cố ý làm cho bố của mình, mẹ của mình buồn, đau, thì các con hãy ôm bố và mẹ của mình nói một lời xin lỗi. Xin lỗi mẹ, xin lỗi bố. Con đã vô tình
hay cố ý đã làm cho bố buồn, mẹ đau. Hôm nay là cái tiết Vu Lan, mùa báo hiếu. Chúng con còn nhỏ, chúng con còn thơ dại, chúng con không có đủ điều kiện để dành tặng cho bố mẹ những món quà to tát. Chúng con chỉ có một món quà, mà các con, chúng con có món quà đó nhận ở chùa Phật Quang về, đó là món quà bằng trái tim của con. Bằng trái tim của con, xin lỗi bố, xin lỗi mẹ. Con đã sai rồi, lại tạ ơn mẹ, sứ mệnh thiêng liêng, lời mẹ êm ái, thiết tha êm đềm. Lạy tạ ơn cha vũ trụ muôn lối, hiến dâng cuộc đời vui buồn đầy vơi. Lạy tạ ơn mẹ suốt đời hy sinh, cần cù năm tháng xiết bao ân tình. Lạy tạ ơn cha giải dầu mưa nắng, xá chi nhọc nhằn gieo mầm ngày ngày mai. Lạy tạ ơn mẹ có mẹ trong tâm, tình mẹ nhung gấm chứa chan vô vàn. Lạy tạ ơn cha vững vàng, vững lòng đi tới, bước chân vào đời an lành thảnh thơi. Lạy tạ ơn mẹ bóng mẹ lung linh, mẹ là tia sáng chiếu soi đưa đường. Lạy tạ ơn cha sánh bằng non thái, khắc ghi trong lòng muôn đời không bao giờ quên. Hôm nay Thầy đại lao cho chư tăng có đôi lời với các con về một chút tình cha, một chút nghĩa mẹ. Dù Thầy có nói hết cuộc đời này thì cũng không sao mà hết được cái tình của cha, của mẹ. Chỉ nói lên đôi lời để Thầy cũng như các con hoài niệm đến hai đấng sinh thành trong cái tiết Vu Lan. Mà các con à, không phải để đời đến Vu Lan mới báo hiếu. Không phải cái tháng 7 là tháng Vu Lan, mà các con hãy để trong trái tim của mình tháng nào cũng tháng Vu Lan. Chứ không phải chỉ tháng 7 là Vu Lan đâu, mà tháng nào cũng là Vu Lan báo hiếu. Hôm nay các con trở về đây tu học, nghe những lời quý Thầy chia sẻ, các con đem về áp dụng vào đời sống của mình. Và đặc biệt hơn nữa, ngày mai bố của các con, mẹ của các con được đón các con, thì hãy ôm trọn bố mẹ của mình. Hay khi trong hôm nay nếu như mình có cơ hội có bố có mẹ của mình, thì hãy ôm lấy bố của mình, mẹ của mình, để cảm nhận hơi ấm từ trái tim của mẹ, hơi ấm từ trái tim của con. Thì Thầy nghĩ rằng mẹ của các con, bố của các con sẽ hạnh phúc lắm, vì các con đã hiểu được đâu là ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục. Thầy có đôi lời và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho các con ở đây, cũng như gia đình của các con luôn luôn được bình an, được hạnh phúc. Và các con luôn là những người con hiền, cháu thảo, là những người học trò giỏi và ngoan hiền. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể bà con Phật tử cũng như tất cả hòa sinh chúng con thành kính niệm ân chư tôn đức đã hoan hỷ ban bố cho chúng con về pháp nhũ vô cùng ý nghĩa, để cho chúng con biết rằng chủ đề khóa tu mùa hè hiểu và thương là như thế nào, để cho chúng con hiểu sâu sắc về tình yêu thương của cha và mẹ, để làm một người con hiếu thảo, để đáp lại ân tình đó. Toàn thể tất cả các bạn khóa sinh chúng con sẽ gửi đến cúng dường
chư tôn đức và tất cả bà con Phật tử phụ khúc mà yêu ơi, xin cho một tràng vỗ tay thật lớn.